Chương trình này được bảo trợ bởi Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408-509-4480, 714-756-1070. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Đinh Quang Thái, Ngọc Lan xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả đang xem chương trình Cà phê sáng của Lido Sài Gòn TV. Xin chào bác Thái. Kính chào quý khán giả, chào cô Ngọc Lan ạ. Hôm nay thứ sáu cuối tuần có gì đặc biệt, có gì hay ho bác Thái? Thứ sáu cuối tuần vào tới nơi thấy có một cái computer rất to ngay trước mặt mình. Đó là cái điều mới lạ nhất. Thưa quý vị, tin tức sáng hôm nay có lẽ là hầu hết các giới truyền thông quốc tế và nước Mỹ đều tập trung vào có hai vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất là chưa biết chiến tranh có xảy ra hay không tại Ukraine với lại là nước Nga. Tí chúng ta sẽ nói vào chi tiết. Cái thứ hai là cái biến thể Omicron mới là BA2. Kết quả của nghiên cứu sáng ngày hôm nay tại Nhật cho biết rằng nguy hiểm lắm. Nó có nhiều cái tác dụng mà nó gọi là severe, tức là nghiêm trọng. Chứ nó không như mấy ngày vừa qua chúng ta nghĩ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết cái chuyện đó. Nhưng mà tin vui là đêm hôm nay chính phủ liên bang Mỹ không có phải đóng cửa. Đêm hôm qua thì Thượng viện đã bỏ phiếu với 65 phiếu thuận và 27 phiếu chống. Cái ngân sách tạm thời sẽ được kéo dài thêm cho tới ngày 11 tới tháng 3. Và như vậy có nghĩa là nửa đêm hôm nay ông Joe Biden thở phào bởi vì chính phủ không phải đóng cửa. Bởi vì theo đúng quy định về ngân sách của Hoa Kỳ, đó, cái quỹ vừa qua là quỹ tạm, ngân sách tạm. Thì nếu đêm hôm qua mà Thượng viện không bỏ phiếu, hoặc là cho tới sáng nay, chiều nay, cho tới 0 giờ đêm ngày hôm nay không bỏ phiếu, thì chính phủ liên bang đóng cửa. Mà chính phủ liên bang đóng cửa thì nhiều vấn đề có thể xảy ra lắm. Tiền lương binh sĩ này, vấn đề lương cảnh sát của Washington DC, còn cảnh sát địa phương là khác. Vấn đề tuần duyên, vấn đề National Guard, tức là vệ binh quốc gia, rồi tiền dành cho công chức chính phủ, đủ mọi thứ hết. Thì 65 phiếu thuận và 27 phiếu chống, chính phủ sẽ có tiền điều hành cho tới ngày 11 tây tháng 3, rồi sau đó sẽ biểu quyết một lần nữa để có ngân quỹ tới tháng 9. Và cái dự luật ngân sách đã được Thượng viện chuyển từ chiều hôm qua đến cho văn phòng ông Biden, thì chắc chắn ông sẽ ký. Nó chỉ có một vài cái sự mặc cả trong đó thôi. Có thể là ông Biden sẽ phải nhượng bộ một phần, với những quy định gắt gao của chính phủ liên bang đối với vấn đề mà mang khẩu trang và chích ngừa vaccine COVID-19. Một số các nghị sĩ ngày hôm qua phía bên Cộng hòa họ khổ lắm. Họ bảo là giờ muốn thông qua cái đó thì phải kèm cái này. Thì họ kèm theo một số điều khoản. Đó là cái cách mà gọi là thương lượng trong chính trường của nước Mỹ. Tôi nói thí dụ cô Ngọc Lan đưa ra một cái dự luật. Cô bảo là sẽ tổng vệ sinh cái khu bonsai này. Tôi thì tôi cũng đồng ý với cái đó. Nhưng mà có điều là tôi thấy rằng có thể tốn ngân quỹ, mà chưa kể là cô có vẻ như là cô không đồng ý với cái dự luật mà tôi muốn rằng sẽ cho thanh niên gọi là 20 tuổi được uống bia chẳng hạn. Thì tôi bảo được, bây giờ tôi ủng hộ cô cái này. Với điều kiện cô ủng hộ tôi cái này. Thì hai bên sẽ thương lượng nhau, mỗi bên cắt một chút, nó gọi compromise, tức là thỏa hiệp đó. Thì đêm hôm qua, cái thỏa hiệp 65 phiếu và 27 phiếu xong, chúng ta không bị đóng cửa đêm hôm nay. Cái chuyện mà cứ bỏ phiếu để chính phủ có thể phải đóng cửa, giống như là đến hẹn lại lên, cứ đến cái thời điểm này hàng năm, cái lại là có những cái cuộc như vậy để mà thương lượng làm sao để mỗi một bên có thể đạt được những cái kết quả mà mình mong muốn. Trước khi mà nhà báo Đinh Quang Thái sẽ nói về những cái biến thể mới của COVID-19 đó, thì ngày hôm qua, tiểu bang California, thống đốc Gavin Newsom đã đưa ra một cái kế hoạch, mình dùng cái chữ nôm na là tiểu bang sẽ sống chung với lũ, tức là sẽ công bố kế hoạch sống chung với COVID đó. Và đây là tiểu bang đầu tiên ở trên cả nước công bố cái kế hoạch này. Dĩ nhiên là ngày hôm qua thì khi mà trong cái buổi họp báo đó công bố cái kế hoạch dài hạn để sống chung với lại COVID-19 đó,
thì ông thống đốc Gavin Newsom đã nói rằng là dân Cali, mà ngay cả bản thân chúng ta ở đây cũng vậy, bắt đầu là dần dần thoát ra khỏi cái tâm trạng giống như là sợ hãi đối với dịch Covid-19 so với cái thời gian tháng 3 của năm 2020, thì đến bây giờ cái tâm lý mọi người bắt đầu người ta quen dần, mặc dù tin tức mỗi ngày vẫn có những cái con số này, con số khác hay là các biến thể này khác, nhưng mà khi các cái xét nghiệm được thực hiện rồi chích ngừa đủ thứ hết thì người ta cảm thấy dần dần sẽ bắt đầu phải nghĩ rằng nó như một cái loại cúm mùa thôi. Nếu mình tuân thủ theo những cái quy định, ví dụ như về chích ngừa, về chuyện mang khẩu trang khi cần thiết, rồi những cái cảnh báo làm sao để tránh, nó có rất là nhiều cái, thì từ từ là sẽ là sống chung với lũ, sống chung với Covid-19 là như vậy. Về mặt tiểu bang thì tiểu bang cũng chuẩn bị rất là nhiều cái biện pháp để làm sao ngăn ngừa được, giám sát được cái tình trạng, làm sao để ngăn ngừa Covid-19 nó đừng có phát triển nữa. Rồi những cái ví dụ như là khi có những cái biến thể mới thì trong vòng thời gian bao lâu họ phải có những cái biện pháp làm sao để ngăn chặn nó, có những cái xét nghiệm như thế nào, những cái vaccine mới ra làm sao. Thì tất cả những cái điều đó thì ngày hôm qua thống đốc Gavin Newsom đã công bố, và California trở thành tiểu bang đầu tiên đã đưa ra cái chiến lược lâu dài này. Xin mời bác Thanh. Thực sự ra cái tâm lý về lo sợ thì quả tình nó có giảm. Nhưng mà đây là một cái bằng chứng thí dụ là hiện nay đó, tại nước Mỹ chỉ còn có 4 tiểu bang là không có dỡ bỏ cái lệnh cấm bắt buộc phải mang khẩu trang thôi. Trong đó có Oregon, Hawaii, Washington và Illinois. Thì cái cuộc tranh cãi mà gọi là tranh luận thì đúng hơn, sáng nay tôi nghe được ở trên đài NPR đó, mang hay là mang, không mang khẩu trang. Trong cái tình thế mà ai cũng nói rằng cái số lây nhiễm tại nước Mỹ nó giảm rất là đáng kể. Bằng chứng là trong mấy ngày vừa qua là cái số tử vong trên toàn nước Mỹ và khoảng trên 2.000 một ngày. Ở trong đó có những người có thể đã có bệnh nền sẵn rồi, bị Covid thì đi vào bệnh viện thì bị thiệt mạng trong bệnh viện. Nhưng mà đó là một con số rất là đáng phấn khởi. Tuy nhiên, có một cái vấn đề mà giờ phút này đã các tiểu bang không dám đụng tới, đó là con nít từ 11 tuổi trở xuống khi đi học có mang khẩu trang không. Và con nít từ 5 tuổi tới 2 tuổi tới 5 tuổi vì chưa được chích vaccine cho nên cái lệnh mang khẩu trang như thế nào. Thì ông Anthony Fauci đêm hôm qua ông nói rõ lắm rồi. Ông bảo là chúng ta sắp sửa tới the end of the pandemic, tức là giai đoạn cuối của cái đại dịch. Tuy nhiên, mỗi một địa phương sẽ tùy lựa cơm gắp mắm để mà quyết định là có mang hay không mang khẩu trang và giữ giãn cách xã hội v.v. Ngày 1 tới tháng 3 sắp tới đây thì thưa quý vị, chúng ta sẽ chứng kiến tất cả mọi ghế ngồi tại Hạ viện Liên bang Mỹ ở Washington DC sẽ không còn một chỗ nào hết, ngoại trừ phe Cộng hòa phản đối thì mình không biết. Thông điệp liên bang của ông Joe Biden đọc năm nay khác hẳn năm ngoái. Năm ngoái là phải, nó chỉ có chiếm 20% số ghế ngồi thôi. Năm nay họ mời tất cả các dân biểu và nghị sĩ đến dự. Dĩ nhiên phe Cộng hòa họ có thể bảo là tôi không thích thì họ không đến. Nhưng mà lịch sự thì đến. Có vỗ tay không vỗ tay là chuyện khác, nhưng mà đó cho thấy rằng cái đại dịch nó bắt đầu xuống, và Anthony Fauci nói the end of the pandemic, đúng không? Tuy nhiên đây mới là vấn đề. Sáng ngày hôm nay đó, cái tin của một cái cuộc nghiên cứu mới nhất ở bên Nhật Bản cho thấy rằng cái biến thể Omicron mà BA2 này đó, nó gọi là cái cousin, tức là anh em họ hàng, anh em cột trèo không phải, anh cousin tức là sao, anh em họ với cái con BA1, con BA2 này nó nguy hiểm lắm. Bởi vì nó phát tán rất là lẹ, nó lan truyền rất là lẹ, và cái hậu quả của nó rất là nghiêm trọng. Người ta đang thử cái đó trên con chuột. Nhưng mà các nhà khoa học Mỹ thì lại nói rằng không, người nào mà đã chích 2 mũi thuốc rồi và chích luôn mũi thứ 3 rồi đó thì vẫn được bảo vệ với cái con BA2, tức là Omicron mới. Tuy nhiên thì từ trước thì chúng ta ai cũng biết, CDC nói, FDA đều nói rằng người nào mà chưa chích ấy, thì dù là B1, B2 là B100 chăng nữa thì vẫn có nguy cơ vào bệnh viện tử vong hoặc là bệnh nặng như thường. Xin nhắc với quý khán giả rằng chúng tôi biết trong mấy tuần vừa qua tại quận Cam này có nhiều cái bữa tiệc đông người lắm, một vài trăm người,
xong rồi đi về, cái số người bị dương tính nhiều lắm ấy. Nhưng mà bây giờ chỉ cô lập ở nhà thôi, bởi vì họ chích hết rồi. Nói tóm lại, vaccinated chúng ta nên chích thuốc. Còn người nào vẫn không tin vào thuốc vaccine thì chúng ta không biết. Xin mời quý vị cùng trở lại với nhà báo Đinh Quang Thái và Ngọc Lan sau phần báo trợ thương mại.